Một trong những giải pháp để là chúng ta làm nhỏ gọn lại cái củ bơm, thì cái củ bơm liền đầu dòng L tại thị sản Duy là một trong những lựa chọn của bà con. Dòng này sẽ có nhiều size khác nhau, từ size nhỏ phi 90, bên kia đó là phi 90, và phi lớn hơn là phi 114, và phi lớn hơn của dòng điện 1 pha đó là phi 168, hoặc là phi 140 chúng ta không có. Ga vô đó là ống 168 với chất liệu đó là đầu bơm bằng inox 304, và kể cả cái phần cốt cũng bằng inox luôn nha quý vị các bạn. Thì chúng ta có thể là yên tâm sử dụng, bền chắc theo thời gian. Và củ bơm làm bằng inox 304 rất là bền chắc mà, độ dày rất là dày nha. Để chúng ta có thể là sử dụng nước mặn nè, hoặc là những cái dùng mà nước phèn cao rồi đó, chúng ta vẫn sử dụng được, hoặc là lâu dài, về lâu bị dài về cái độ mòn của củ bơm thì chúng ta xài vẫn ok. Và dòng này thì hàng ngày thì Duy cũng đang đóng đi rất là nhiều và xưởng làm rất là nhiều, xong hàng thì Duy sẽ gửi liền. Trong thời gian gần đây thì bà con đặt hàng hơi nhiều với cái lượng đơn, đặt hàng bên xưởng, thì bên Duy cũng cố gắng làm sao là sớm nhất và nhanh nhất cho chúng ta để phục vụ ngành nông nghiệp và thủy sản, hoặc là đa ngành xây dựng hay là cấp tốc nước rồi đó, thoát nước. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy. Xin chào, hẹn gặp lại, xin mời các bạn.